Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng, men rượu say mềm, tuổi thơ đi hoang, nghìn đêm trốn ngủ, phận mà tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp nơi làm lính mà thôi, đối diện đây rồi, từng đêm quê hương đạn bay súng nổ, hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị. Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm đi bia qua tiếng nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười ánh mắt dài nhân. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng, môi ngọt rượu nồng, giày phố tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thủ, ngày đêm khó mặn. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Hôm nay Zika Audio sẽ lên một cấu hình combo karaoke gia đình, đầy đủ những thiết bị mà các bác sở hữu, các bác chỉ mang về và kết nối là xong thôi ạ. Vâng, thì với bộ dàn như thế này là bên em sẽ đáp cho các bác là 18 triệu. Vâng, 18 triệu đây là giá bên em đã bao ship, và bên em cũng vừa test một đoạn nhạc karaoke. Vâng, thì đầu tiên em kể đến là một cái đẩy hai kênh, đẩy công nghệ Class D là TV Plus, mã là SE 2.55. Vâng, đây là dòng mới bên em ạ. Và sản phẩm thứ hai đó là một cái vang lai số WeWood, mã là VHL-TF9 Plus ạ. Sản phẩm thứ ba nó là một cái máy lương tiếng Idol, mã là TP100, đây là sản phẩm mới 2019 ạ. Vâng, và một cái mic không dây SOGX-22 nó mã. Vâng, và cuối cùng là một đôi loa đến từ thương hiệu Nhật Bản là Big 330. Giờ đây là dòng loa full 1/30 và một chiếc kèn. Thì bên em cũng vừa test xong. Và đây là một bộ dàn karaoke đã đầy đủ các thiết bị ạ, gồm đẩy, vang, nâng tiếng, mic và loa, một đôi loa full đấy ạ. Vâng, 18 triệu nhá. Vâng các bác, 18 triệu tròn là bên em bao ship cho các bác mọi miền Tổ quốc. Vâng, đây là một đôi loa Big 330 full, 1/30, một chiếc kèn, mã là BK12. Vâng, sau đây em sẽ mở một đoạn nhạc không lời. Vâng, với bộ dàn như thế này thì các bác bày trong nhà để hàng xóm sang chơi cũng phải ghen tị đấy ạ. Vâng, một dàn karaoke rất là chất lượng và giá thành cực kỳ là hợp lý. Vâng, 18 triệu thôi ạ. Vâng, 18 triệu mà bao gồm tất cả những thiết bị để hỗ trợ cho một dàn karaoke. Vâng, bác nào muốn sở hữu bộ dàn karaoke mà bên Zika Audio lên cấu hình 18 triệu như thế này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác hợp lý. Và tất cả đây là sản phẩm mới bên em nhé, sản phẩm mới bảo hành 1 năm và lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu. Vâng, cực kỳ là chất lượng đấy ạ. Vâng, nghe cái giải âm rất là hay, rất sâu, 330 chép kèn.
Và một lần nữa em nhắc lại nhé, là đầu tiên là một đô la full bác 30 big, mã là big 12 BK 12, một gồm một bác 30 và một chiếc kèn, cộng vào một cái đẩy hai kênh TV Plus, mã là SE 2.5N5 để hai kênh công nghệ Class D, và một cái vang cơ lai số WeWood mã là VSL TF9 Plus, và một cái máy nâng tiếng Idol TP 100. Vâng, cuối cùng là một cái mic không dây SUGX 22 mã. Vâng, đấy là những sản phẩm mà bên em nên cấu hình cho các bác. Vâng, các bác nhìn thấy không ạ? Vâng, với bộ dàn như thế này bày trong gia đình nên cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất lượng, hàng sóng phải trầm trồ đấy ạ. Vâng, các bác hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Vâng, và toàn bộ tất cả những thiết bị dây rắc đi kèm là bên em tặng theo combo này hết các bác ạ. Các bác không phải mua thêm một thiết bị nào nữa. Và dây tín hiệu thì các bác cũng không phải mua. Vâng, bên em tặng kèm đầy đủ hết. Ngày mới tuyệt vời, ta bước đi muôn nơi. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video. Và các bạn là bác nào muốn giới thiệu thì hãy nhanh tay các bác nhé. Và sau cùng em xin phép chúc tất cả bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.